Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia vừa thông báo đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động đối với máy bay chở khách 737 MAX của Boeing sau hơn 2 năm áp dụng. Nhà chức trách Malaysia cho biết sau khi giám sát chặt chẽ quá trình đăng ký cùng các động thái của Boeing và cơ quan giám sát hàng không liên bang Mỹ FAA, phía Malaysia đồng ý với các đề nghị của FAA về việc cho phép máy bay 737 MAX được hoạt động hoàn toàn trở lại. Tuần trước, cơ quan an toàn hàng không Ấn Độ cũng cấp giấy phép có hiệu lực ngay lập tức để máy bay 737 MAX hoạt động trở lại. Malaysia đã ban hành lệnh cấm hoạt động đối với loại máy bay này từ tháng 3 năm 2019, đồng thời với các nước khác sau hai vụ tai nạn liên quan, dòng máy bay này gây nhiều thương vong. Tuy nhiên hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines vẫn duy trì đặt đơn hàng 25 máy bay loại này và tháng 5 vừa qua hãng cho biết các máy bay sẽ được giao từ năm 2024.